Ok nhá, ta sẽ làm lại nhé. Ở đây ví dụ ta chọn là 1.000 đi. Ta sẽ kích ở giữa này. À. Rồi, nó sẽ ra một cái kiểu như thế nhé. Rồi, thì đối với phần lá, ta sẽ làm phần lá. Bây giờ tiếp tục là quay phần lá. Tất cả phần lá. Đúng rồi, phần lá. Nó màu xanh này. Rồi. Rồi, đối với phần lá màu xanh này, ví dụ nhé, đây thì ta sẽ là có nếu tiếp. Rồi. Đây thì ta sẽ chọn một cái màu xanh. Và ở cái phần này ta sẽ tiếp tục chọn cái phần brush. Rồi, đây nó quá to, chúng ta sẽ chọn độ 250 đi. Rồi. À, cái này nó lấy theo cái màu bên dưới này. Rồi, nó lấy màu bên dưới đấy nhé. Rồi, ta sẽ cho nó. Đấy, ta sẽ phải tắt nó không? Phải phải. Rồi. Chọn watercolor flow đi. Đây, ta chọn 200. Đúng rồi, tôi đã không sạch. Đó, sạch. Chọn 70. Không sạch. Rồi, tiếp tục này. Tiếp tục cái phần phần này. Phần lá này ok rồi nhé. Rồi cái phần lá bên này. Phần lá bên này. Sorry. Khách vào ạ nhé. Rồi ok. Thì ở đây nó sẽ vẫn dùng brush này. Nó sẽ vẫn dùng trên cái này vừa nãy đúng không? Và ta dùng water brush cho chúng ta về. Đây dùng bên thì sao? Bên thì nó... À, bên thì nó là một cái dạng màu. Còn water color brush thì nó sẽ như thế. Rồi ok. Đây ta chọn 100. Và... cái phần dưới này. Rồi, để tôi này nhé. Ok, ở đây thì ví dụ như là đây là để là overlay thì nó sẽ ra như thế đúng không? Mà mình chọn vào chọn soft line rồi. Soft line, overlay. Làm sáng. Và ở đây thì ta ví dụ là sản xuống. Làm tìm mà làm tối đi.
dùng color đúng không? Dùng color thì nó sẽ nó sẽ rất là xanh. Nếu mà dùng color thì nó sẽ dùng màu color thì nó sẽ hòa trộn một chút, nhìn nó sẽ sáng hơn đúng không? Pin này thì sao? Pin này thì nó sẽ xanh. Đó, pin này đây. Rồi, dùng theo thì sao? Ok, thì dùng color nhé. Bright thì sao? Bright này. Rồi, dùng color thì nó sẽ mất cái màu. Đấy, cái này như thế này. Đây nhá, chúng ta sẽ chuyển cái này và ta chuyển sang sần thì nó sẽ màu xanh xanh như vậy, đúng không? Rồi. Còn ta dùng color thì nó sẽ hòa trộn vào. Ok, nó sẽ nhạt thêm một chút. Rồi, ok nhé. Rồi, tiếp tục này. Ở đây nó sẽ chọn tiếp tục một cái này. Này. Sẽ tô tiếp màu. Đây, ví dụ như đây, những cái này. Rồi, bây giờ ta thử nhá. Thử này. Cái phần này đây này, màu xanh này. Nó chọn tốt nhé. Đây ta sẽ nó vẫn theo cái độ bóng của cái bên dưới, chỗ nào đậm thì nó vẫn là đậm đúng không? Mình chỉ tô thôi. Đó. Như thế. Rồi, ok. Rồi, tương tự đây. Rồi, chọn nó này. Rồi. Đây là tiếp tục nhé, làm luôn cái chỗ này. À, đây là sẽ chọn rớt và sô. Tạm lên một chút nhé. Rồi. Rồi, ở đây là chọn 12 của tôi đây. Ta thì là cái màu của chúng ta trên cùng mà, đúng không? Đang trên cùng đấy. Đó, để thế này. Tô cùng. Rồi. Ở đây ta sẽ chọn 10 vừa đây. Ok. Phần lá trên này thì tương đối ok rồi nhé. Đây phần này ta sẽ tô lại nhé. Đây phần lá này, còn là cái hoa này cũng thế. Ok, trước tiên là cái hoa này sẽ đỡ quên này. Hoa này đỡ quên này. Rồi. Cái gì? Rớt vào tô nó đây. Úp xong. Đấy nhé. Rồi. Đây là sẽ lấy cái màu này. Ủa đây. Đồ, tự vẽ tí. Bây giờ ta sẽ đi quên, thêm một gì. Tập gì nhé. Mình sẽ hút tất cả những cái này. Đó. Rồi. Sau khi hút xong người ta sẽ đây ta sẽ chọn luôn cho tí cái trên này đi nhé. Màu xanh này. Bớt. Đây ta chọn 100. Rồi. Rồi màu xanh nhé. 100. Rồi. Khi xong rồi thì ta sẽ chọn cái một ngày là ta sẽ tô hết vào những cái phần này. Rồi. Ok. Rồi tương tự. Cái phần này ta cũng sẽ chọn lại. Ta sẽ tô lại nhé.
sánh có đây, rất nhiều mặt luôn, trong một cái hình như này rất là nhiều mặt luôn. Rồi to lên một chút nhé. Rồi.